đến với video tiếp theo chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Hải Dương 2018. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm, đó là tác phẩm xanh có tên gọi là Phù Đồng Thiên Vương. Chủ nhân là anh Lê Quang Đảm. Và một lần nữa chúng ta cùng ngắm bóng dáng của tác phẩm Phù Đồng Thiên Vương. Chia tay với Phù Đồng Thiên Vương, chúng ta cũng đến với một tác phẩm xanh tiếp theo. Tác phẩm có tên gọi là Lão Mai Sinh Quý Tử.
Chia tay với tác phẩm Lão Mai Sinh Quý Tử, chúng ta đến với một tác phẩm Xanh Tầm Trung. Đây là tác phẩm có tên là Lão Mai Đội Ô Chống Gậy của ông Đặng Công Tề, Bắc Ninh. Tôi giới thiệu với các bạn tiếp một tác phẩm Mai Chiếu Thủy.
À, tác phẩm có tên là Tỷ Muội Du Xuân của ông Đặng Công Tể, Bắc Ninh. Chủ nhân đang nuôi rễ cho nên là vẫn đang bọc nước để kích thích rễ phát triển. Vâng, chia tay với Tỷ Muội Du Xuân, chúng ta cùng nhau đến với một tác phẩm xanh trực ngay bên cạnh. Đó là xanh trực của Trần Văn Ngô Thường Tín. Để kết thúc video này, chúng ta tiếp tục thưởng thức một tác phẩm xanh nữa. Tôi thấy bệ rễ đã tràn trậu và rất đẹp như thế này. Chúng ta quan sát trước, sau đó lấy bóng dáng tổng thể sau. Đây là phần thân bệ. Toàn bộ bệ rễ của tác phẩm xanh đã cất giấu đi một cái chậu rất là kỹ càng. Đó là tác phẩm xanh trực của ông Trần Văn Ngô Thường Tín, Hà Nội. Đẹp quá. Bao nhiêu năm tháng để có một cái thân bệ như thế này, cất giấu rất kỹ một cái chậu ở phía trong bệ, với bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh trực ôm chậu như thế này. Tôi xin kết thúc video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo. Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những phóng sự của Đỗ Sinh chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Hải Dương mở rộng 2018.